Chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán nghiệp vụ, đó là tính và hạch toán chi phí hoa hồng. Thì ở đây là hoa hồng bán hàng, đúng không ạ? Thì bộ chứng từ hoa hồng bán hàng thì bao gồm có hợp đồng, đúng không ạ? Thì đây là hợp đồng cộng tác viên ông Hạnh tham gia bán hàng cho công ty, thì sẽ được hưởng là tỷ lệ hoa hồng là 0,67% trên doanh số, đúng không ạ? Thì trong kỳ bán được một lô hàng trị giá là 750 triệu, thì căn cứ vào tỷ lệ hoa hồng chúng ta tính được là số tiền hoa hồng là 5 triệu đồng. Tuy nhiên thì khoản chi hoa hồng này là khoản chi trên 2 triệu, đúng không ạ, một lần. Vì vậy mà khoản chi này sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 10%. Thì ở đây trên bảng tính là có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% là 500.000, thì tiền thực thanh toán cho ông Hạnh sẽ là 4.500.000 đồng, đúng không ạ? Thì chúng ta lưu ý là chi phí hoa hồng thì chúng ta phải được thể hiện ở trong quy chế của công ty, và khi mà cộng tác viên tham gia bán hàng cho công ty thì chúng ta phải có hợp đồng và phải có tỷ lệ chi phí hoa hồng, cũng như là xác nhận việc bán hàng đã hoàn thành, được chưa nào? Thì căn cứ vào cái bảng tính chi phí hoa hồng như này thì chúng ta sẽ hạch toán là nợ tài khoản 6421, tức là theo thông tư 133 thì chúng ta vẫn hạch toán trên tài khoản 6421, được gọi là chi phí bán hàng. Và đây chi phí bán hàng thì tôi chưa chi tiết ra bởi vì nó cũng không phát sinh nhiều, được chưa ạ? Nếu chúng ta muốn chi tiết thì chúng ta cũng sẽ chi tiết tương tự như tài khoản 642, được chưa nào? Và chúng ta sẽ ghi có cho tài khoản 331 nhé. Có cho tài khoản 331 là 5 triệu. Bút toán thứ hai là bút toán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì chúng ta ghi là nợ cho tài khoản 331 và có cho tài khoản 3335 là 500.000, được chưa nào? Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành hạch toán trên phần mềm. Chúng ta mở phần mềm lên. Đối với nghiệp vụ này thì chúng ta sẽ hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác. Chúng ta vào phần nghiệp vụ, sau đó thì chúng ta chọn tổng hợp và chúng ta chọn chứng từ nghiệp vụ khác, được chưa nào? Và diễn giải thì chúng ta ghi là tính chi phí hoa hồng. Được chưa nào? Hạn thanh toán thì chúng ta có thể điền hoặc là chúng ta không điền. Về ngày hạch toán, đúng không ạ? Thì là ngày 25 tháng 3 nhé. Đây, ngày 25 tháng 3 năm 2019. Được chưa? Trùng với ngày chứng từ luôn. Và số chứng từ thì phần mềm đã mặc định rồi. Các bạn có thể đánh lại hoặc là chúng ta để nguyên, được chưa nào? Loại tiền là Việt Nam đồng. Phần diễn giải thì phần mềm đã lấy thông tin ở mục diễn giải rồi, được chưa nào? Tài khoản nợ ở đây là chúng ta ghi là 642. Chúng ta thấy là chi phí bán hàng là 6421 nhé. Đó. Tài khoản có là 331, được chưa nào? Đây, 6421, được chưa nào? Đó. Số tiền là 5 triệu. Đây các bạn ạ, số tiền hoa hồng là 5 triệu nhé, được chưa? Chúng ta lưu ý là 331 thì chúng ta phải chi tiết cho ông Hạnh, được chưa? Thì đối tượng có, tương ứng với tài khoản có thì chúng ta phải khai báo đối tượng có ở đây. Chúng ta tìm ông Vũ Văn Hạnh xem có không. Ở đây chưa có Vũ Văn Hạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta tích vào cái dấu cộng này chúng ta tạo nhé. Đó, chúng ta ghi đây là Vũ Văn Hạnh, được chưa? Và địa chỉ thì chúng ta có thể điền địa chỉ của ông này vào. Địa chỉ thì chúng ta lấy thông tin ở trên hợp đồng thôi, đúng không ạ? Đây ạ. Đó, được chưa nào? Đây, địa chỉ đây, chúng ta điền vào, được chưa ạ? Sau đó chúng ta vào phím cất. Thì đối tượng có, tương ứng với tài khoản có, chúng ta đã hạch toán được rồi, đúng không nào? Tiếp theo là đến bút toán. Chúng ta quay trở lại bảng tính. Bút toán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đây, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ hạch toán tiếp ở trên chứng từ này luôn, được chưa nào? Chúng ta ghi là khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Tài khoản nợ của chúng ta là 331, thì chúng ta lưu ý là tí nữa đến đối tượng nợ chúng ta cũng phải theo dõi là ông Vũ Văn Hạnh, được chưa? Tài khoản có là 3335 nhé. Và số tiền đây là 500.000, được chưa nào? Nghiệp vụ thì chúng ta không có rồi, đối tượng nợ đó chúng ta phải tích vào đây là ông Vũ Văn Hạnh, được chưa? Rồi,
còn đối tượng có thì không có nhé, chúng ta phải xóa đi đấy, chúng ta lưu ý đấy, bởi vì nếu mà chúng ta để cùng đối tượng có là phần mềm có thể sẽ bù trừ số tiền đúng không ạ, chúng ta xóa đi không có. Đến đây thì chúng ta đã hạch toán xong rồi và chúng ta vào phím cất đúng không ạ, sau đó thì chúng ta in cái chứng từ kế toán này lên, đây là chứng từ hạch toán chi phí hoa hồng, được chưa nào. Chúng ta có thể quay lại sổ để chúng ta kiểm tra, thì chúng ta vào mục báo cáo đúng không nào, sau đó thì chúng ta vào mục mua hàng, được chưa nào, và chúng ta chọn là tổng hợp công nợ phải trả, sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến tài khoản, chúng ta chọn kỳ kế toán là 6 tháng đầu năm nhé, chúng ta chọn tài khoản 331, được chưa. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn là ông Vũ Văn Hạnh, được chưa nào, và chúng ta tích vào đồng ý. Thì chúng ta thấy là đây đã được hạch toán trên sổ chi tiết của ông Vũ Văn Hạnh rồi đúng không ạ. Đây là tiền hoa hồng và đây là tiền thuế, thì số dư phải trả cuối kỳ là 4.500.000 đồng, được chưa. Trên đây là nội dung của bài học, cảm ơn các bạn đã theo dõi.